chuyên sản xuất dụng cụ cắt chế tạo chi tiết cơ khí chính xác, tráng phủ kim loại PVD. Doanh nghiệp này cho biết lượng đơn hàng quý 1 đã tăng 10% so với cùng kỳ. Một phần là nhờ giữ chân các nhà mua hàng truyền thống trong nước, một phần đẩy mạnh xuất khẩu tại chỗ cho các tập đoàn FDI. Trong quý 1 năm 2024 thì chúng tôi đã có cái doanh thu tương đối ổn định so với lại năm ngoái. Đơn hàng của chúng tôi đã nhận được hơn 1.000 đơn hàng. So với cùng kỳ năm ngoái thì chúng tôi đã tăng trưởng khoảng 10-12%. Kế hoạch là tăng trưởng năm nay sẽ tăng trưởng 70%. Chúng tôi cũng đã có các cái đơn đặt hàng và các khách hàng truyền thống đảm bảo cái mục tiêu tăng trưởng. Ngành dệt may quý 1 cũng có kết quả tăng trưởng ấn tượng khi tổng kim ngạch xuất khẩu đạt gần 10 tỷ đô la Mỹ. Đây là một trong 12 ngành công nghiệp cấp 2 tăng trên 10% so với quý 1 năm ngoái. Nhiều doanh nghiệp dệt may kín đơn hàng phải tăng cường thêm nhân công để đáp ứng tiến độ. Hầu hết các doanh nghiệp của chúng ta đã có các đơn hàng đến quý 2 và thậm chí đơn hàng quý 3 rồi, đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa đối tượng khách hàng và đa dạng hóa mặt hàng. Tổng cái xuất hàng của thị trường chúng ta xuất khẩu 104 thị trường trên toàn cầu. Đi qua 1/4 chặng đường của năm, xuất nhập khẩu đang có mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay, nói lên sự phục hồi của sản xuất cũng như nỗ lực của các doanh nghiệp Việt. Song kinh tế thế giới và Việt Nam vẫn tiếp tục có nhiều khó khăn thách thức do tình hình thế giới biến động khó lường. Giới chuyên gia lưu ý cần tập trung theo dõi sát diễn biến thị trường, tận dụng các chính sách mở rộng mạng lưới đối tác. Tôi nghĩ là bên cạnh những thị trường Mỹ này, châu Âu này, rồi là thị trường của châu Á Thái Bình Dương và trong và còn được ASEAN á, thì tôi nghĩ là chúng ta cũng đã quen dần rồi. Tôi nghĩ những thị trường này chúng ta nên duy trì một cách ổn định, thậm chí chúng ta khai thác theo chiều sâu, kể cả những tiêu chuẩn rất chặt chẽ chẳng hạn như là châu Âu, Mỹ hay là Nhật Bản, chúng ta phải cố gắng đáp ứng. Bên cạnh đó có những thị trường khác, tôi nghĩ chẳng hạn thị trường Trung Đông và châu Phi hoặc là còn một số thị trường ngách khác, tôi nghĩ rằng chúng ta cũng không nên bỏ lỡ và chúng ta cũng tăng cường cái công tác nghiên cứu thị trường, tận dụng được cái sự hỗ trợ của chính phủ, các cái chương trình xúc tiến thương mại, các cuộc gặp gỡ giao thương, chúng tôi nên mạnh dạn đầu tư nhiều hơn vào cái công tác kết nối khách hàng. Khó khăn đan xen đi kèm với đó là cơ hội rộng mở khi các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, thực sự hiểu biết về thị trường và một chiến lược bài bản trong dài hạn để đẩy mạnh sản phẩm sang các thị trường truyền thống. Đồng thời sẵn sàng khai phá nhiều thị trường mới, hướng đến mục tiêu kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2024 tăng khoảng 6%, tương ứng 377 tỷ đô la Mỹ.